Thời gian qua, tình hình thiếu hụt máy chạy thận cho bệnh nhân đã dẫn đến việc quá tải trong quá trình sử dụng, khiến người bệnh gặp nhiều khó khăn và phải di chuyển đến cơ sở khác để điều trị kịp thời. Tại Bệnh viện Đa khoa Long An, hiện nay, số lượng máy để phục vụ cho bệnh nhân đang trong tình trạng khan hiếm. Số lượng bệnh nhân có nhu cầu chạy thận là 146 bệnh nhân. Vì không đủ máy nên bệnh nhân gặp phải nhiều vấn đề về thời gian, phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến việc điều trị bệnh. Hiện tại là mình đang không đủ cái nhu cầu để lọc máu cho bệnh nhân. Và những cái bệnh nhân này mình sẽ phải chuyển đi ở những cái trung tâm lọc máu gần ở chỗ Long An hơn để cho bệnh nhân tiện đi lại. Hiện tại giờ Bệnh viện Đông An là đang nhờ sự hỗ trợ của Sở Y tế và của Ủy ban tỉnh để giúp tăng cái số lượng máy để hỗ trợ cho cái quá trình điều trị lọc máu cho bệnh nhân được tốt hơn. Hy vọng thời gian tới, Bệnh viện Đa khoa Long An sẽ có đủ lượng máy theo nhu cầu để việc chạy thận không còn là nỗi lo của bệnh nhân.